Đây là một số cây đa tam phúc hay còn gọi là cây si cẩm thạch. Có một số cửa hàng thì lại gọi là cây bàn lá tim. Cây đa tam phúc trong clip này đã trồng được khoảng 8 tháng. Hiện tại tôi đang làm dạng cây tree. Đây là một loại kiểng lá với kiểu hình lá đặc biệt là sự kết hợp giữa màu xanh và màu trắng, hình dạng lá có hình tam giác. Sự phối hợp giữa hai màu sắc này làm cho lá tương tự như hình dạng của một trái tim. Đây là một loại kiểng dễ trồng, thích hợp để trồng ở những nơi có nắng cả ngày hoặc có một phần bóng râm. Đây là một số cây tree ở dạng cây nhỏ. Những cây tree nhỏ gọn như thế này thích hợp để trồng trong chậu mang để trang trí xung quanh nhà. Những cây đa tam phúc này được trồng vào khoảng giữa tháng 9 năm 2019. Khi cây được trồng chậu thì tốc độ phát triển của cây ở mức trung bình. Do đó thích hợp để làm một loại cây kiểng trang trí xung quanh nhà. Một lưu ý khi mua cây đa tam phúc, trong quá trình vận chuyển, khi cây thiếu ánh sáng, có thể xảy ra hiện tượng cây bị rụng lá, vàng lá. Nhưng cứ để cây ở ngoài trời và tưới nước bình thường mỗi ngày, sau khoảng 20 ngày thì cây đa tam phúc này sẽ ra tược non mới. Thank you.